Bạn thân mến, thời gian đi rất vội, thanh xuân con gái cũng giống như một chiếc lá. Không có một chiếc lá nào dành hết sắc xanh để chờ mùa thu cũ trở lại. Nó sẽ rụng bất cứ lúc nào, vì đời lúc nào cũng có bão giông. Yêu là phải nói, không có ai dành hết cả tuổi xuân để chờ câu nói ấy. Họ có thể mỏi mệt vì chờ quá lâu. Chính vì thế, hãy chủ động trước khi chưa gọi là quá muộn màng. Trong số blog tối hôm nay, hãy cùng lắng nghe chủ đề về những chuyện tình trang dở nhé. Gửi thanh xuân của tớ. Bao lâu rồi cậu nhỉ? Tớ đã thôi không còn nhớ cậu nhiều như trước nữa. Cậu có khỏe không? Cuộc sống của cậu dạo này thế nào? Đã lâu tớ không còn thói quen vào tường nhà cậu, xem cậu làm gì, đi với những ai nữa. Tớ đã thôi theo dõi cuộc sống cậu mỗi ngày, và tớ cảm thấy như nhẹ lòng hơn vì điều đó. Tớ đã làm như những gì cậu mong muốn. Cậu có cảm thấy thoải mái hơn không? Còn cậu có bao giờ quan tâm cuộc sống của tớ như thế nào không? Cậu có bao giờ hỏi dạo này tớ sống thế nào? Cuộc sống của tớ có ổn không? Có lẽ là không đâu cậu nhỉ, vì cậu còn bao nhiêu thứ phải nghĩ, bao nhiêu điều phải quan tâm. Quan tâm gì đến một người bạn đã cũ như tớ? Quan tâm gì đến một người mà lâu nay chưa bao giờ có một vị trí trong lòng cậu? Ngày xưa tưởng chừng như rất hiểu nhau, nhưng xoay người một cái chúng ta đã trở thành người xa lạ. Tớ chưa bao giờ nghĩ tình bạn này lại mong manh đến vậy. Chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ vỡ tan. Cậu có bao giờ hỏi tớ đã từng nâng niu tình bạn đó như thế nào không? Tớ bỏ qua tất cả, mặc kệ tất thảy, đánh đổi rồi kể cả từ bỏ để giữ gìn nó. Một tình bạn mà tớ dành cả thanh xuân của mình để trân trọng. Nhưng dù có cố gắng thế nào, tớ vẫn không giữ được, vẫn lặng im nhìn nó ra đi trong vô vọng. Một lời thôi, cậu cũng chưa bao giờ nói với tớ, cậu chưa bao giờ cho tớ một lý do. Bao năm qua tớ vẫn đứng đây đợi cậu một lời giải thích. Tớ chẳng mong tình bạn của chúng ta quay lại như thuở ban đầu. Tớ chỉ mong cho con tim này an yên mà thôi. Cứ để lý do ích kỷ là tớ muốn biết để từ nay tớ thôi dây dứt vì sao cậu ra đi. Cậu biết không, tớ biết cậu đã nói dối tớ rất nhiều, nhưng chẳng biết vì điều gì tớ lại cho qua tất cả. Một cô gái cùng xử nữ như tớ rất ghét sự giả dối, nhưng tớ lại không làm như thế với cậu được. Tớ bỏ qua hết lần này đến lần khác, chỉ mong được mãi mãi làm bạn với cậu. Tớ bỏ qua sự tự trọng của bản thân để mãi mãi được là bạn của cậu. Vậy mà có lẽ tớ đã quá yếu đuối trong mối quan hệ này. Một người cho đó là tất cả, còn một người thì đó chẳng là gì. Ngoài cậu, tớ cũng có rất nhiều bạn bè, và tớ cũng rất vui và hạnh phúc khi bên họ đấy chứ. Nhưng tớ vẫn muốn cùng cậu, cậu biết mà. Cậu biết không, tớ chỉ mong một tình bạn trong sáng, chân thành, mà ở đó tớ có thể nói cho cậu nghe tất cả. Tớ ước có một tình bạn mà cậu và tớ có thể lắng nghe nhau, có thể chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống này. Nhưng điều đơn giản đó sao mà khó khăn với tớ quá cậu à. Nhiều lúc tớ không biết mình là gì của nhau nữa. Có lúc tớ và cậu rất thân, mọi thứ cậu đều là người hiểu tớ nhất. Cậu quan tâm tớ đến mức tớ tưởng chừng như chẳng có điều gì có thể mang cậu xa tớ. Và tớ cũng cảm nhận được cậu cũng đã từng trân trọng tình bạn này. Nhưng có lúc tớ lại cảm giác như cậu và tớ chưa từng quen nhau. Đôi lúc cậu lướt qua tớ như chẳng nhìn thấy tớ vậy. Cậu làm tớ hụt hẫng chơi vơi. Tớ chẳng hiểu điều gì đang xảy ra. Tớ cảm thấy tim mình đau lắm, như ai bóp nghẹn. Tớ đã từng dành cho cậu tất thảy những gì tớ có. Sự vô tư trong sáng, sự tin tưởng, thương yêu và cả sự trân trọng nữa cậu à. Tớ quý mến cậu và xem cậu như một phần trong cuộc sống của tớ. Mọi thứ về cậu tớ đều biết, nhưng chưa bao giờ tớ có thể nói cùng cậu. Tớ muốn giữ mọi điều cho riêng tớ mà thôi. Và sâu thẳm trong trái tim này, tớ muốn nói là tớ nhớ cậu. Cuộc sống bon chen, mệt mỏi, nhưng lắng lòng mình tớ lại nghĩ đến cậu. Bạn của tớ à. Nhớ cậu, muốn được cùng cậu sống lại những năm tháng thanh xuân ấy. Nhưng tớ không đủ can đảm, tớ sợ lắm. Sợ cái cảm giác tớ nhắn tin cho cậu, cậu lại nghĩ tớ làm phiền cậu. Sợ cái cảm giác chỉ vài ba câu hỏi thăm, rồi tớ và cậu lại rơi vào im lặng. Tớ sợ cái cảm giác vô hình đó. Cũng bởi vì như thế để hôm nay chúng ta lạc mất nhau, lạc mất thanh xuân. Người ta nói sẽ chẳng có tình bạn trong sáng giữa nam và nữ. Nếu tình bạn đó thực sự tồn tại thì sẽ có một trong hai người thích người còn lại. Nhưng khi tình yêu không được đáp trả thì tình bạn cũng ra đi. Và trong mối quan hệ lưng chừng đó, tớ đã từng thích cậu như thế. Và có lẽ đây chính là lý do cậu ra đi mà mãi cậu chẳng bao giờ cho tớ một câu trả lời. Có những mối quan hệ sẽ dễ dàng quên đi, nhưng cũng có những mối quan hệ mà dù đi hết cuộc đời này cũng sẽ chẳng thể nào có thể xóa nhòa. Và cũng có những tình cảm chỉ là say nắng nhất thời, nhưng cũng có những tình cảm sẽ dai dẳng mãi trong tim. Và tình cảm tớ dành cho cậu là mãi mãi.
Thanh xuân của tớ mong cậu luôn vui vẻ và an yên. Người tớ từng thương. Tiếp theo mời các bạn lắng nghe bài viết Nếu ngày trước anh can đảm nói lời yêu thì thanh xuân của chúng ta đã không bỏ lỡ, của độc giả Quang Nguyễn. Năm cuối cấp, có chàng trai yêu cô gái lớp phó học tập. Tụi nó thân với nhau như hình với bóng, hè nào cũng chở trên chiếc xe đạp. Vậy đó mà 4 năm xa lắc xa lơ, có đứa nào dám nói thương đứa nào đâu. Còn nhỏ tốt nghiệp sư phạm rồi về làm cô giáo. Một hôm nó ghé thăm chàng trai, gặp nhau mừng như Tết đến. Nó báo tin vui cho chàng trai biết. Mày khỏe không? Bao nhiêu năm đại học, tao nhớ mày lắm đồ ngốc. Mày có nhớ tao không? Có chứ, tao nhớ mày lắm. Mà sao gặp tao, mày gọi tao là đồ ngốc không vậy? Rồi sau này mày sẽ biết, mày không có gì nói với tao sao ngốc? Tao xa mày đã khá lâu, lẽ nào mày không có gì nói với tao sao? Có chứ, mà nói cái gì bây giờ? Thì mày muốn nói cái gì cũng được, ví dụ như mày yêu ai đó mà không dám nói. Liệu tao nói ra người ta không chịu tao thì sao? Chắc chắn là chịu mà, nói đi, nói đi. Ủa, sao mày biết người ta chịu? Thì tao đoán vậy. Nói đi. Thôi tao không nói đâu. Mày không nói thì để tao nói. Này đồ ngốc, báo cho mày tin vui. Mà tao chỉ nói cho mày biết, vì thật sự tao rất mến mày. Tao chỉ muốn người đầu tiên tao nói là mày. Chàng trai khoái chí mừng thầm ở trong bụng. Chuyện gì? Nói đi, tao đang rất muốn nghe. Khoan khoan, để tao nhắm mắt lại cảm nhận sự dịu ngọt êm ái này. Đã từ rất lâu tao chờ đợi. Tao sắp lấy chồng. Chàng trai đứng hình như một cái cây khô, khẳng khiu, trơ trụi lá, lắp bắp từng chữ. Hả? Mày lấy ai? Anh Minh, học đại học cùng, quen nhau năm nhất. Đám cưới của tao, mày nhớ tới nha. Hả? Hả? Sao lại có thể như vậy được chứ? Mày ấp a ấp úng gì vậy? Thôi, tao về để chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa. Ngày mốt đàn trai qua, mày đúng là đồ ngốc mà. Chàng trai đứng im lặng, ú ớ trong miệng. Ngày mốt đàn trai qua cũng là lúc chàng trai bỏ quê đi xa xứ. 8 năm sau, chàng trai gặp lại cô gái nơi đất lạ quê người. Cô gái vẫn gương mặt như xưa. Chàng trai muốn tránh né, nhưng lại bị đôi tay của cô gái nắm tay kéo lại hỏi. Trước khi tao chết, có một điều tao muốn biết. Hồi đó, mày có thương tao không? Tao cũng nói cho mày biết trước khi chết, người tao yêu không phải là chồng tao. Là ai thì mày thừa biết mà. Nè, mày nhìn đi. Đây là giấy chuẩn đoán của bệnh viện, tao bị ung thư, tao không còn sống được bao lâu nữa. Con nhỏ đưa tay lau nước mắt, nở nụ cười sau cùng, cảm xúc vỡ òa, đứng dậy chạy đi thật nhanh. Chàng trai vẫn ngồi đó đưa mắt nhìn theo sự lúng túng ngẹn ngào. Giữa thành phố đông người, dáng con nhỏ đã mất hút. 6 tháng sau, con nhỏ qua đời, chàng trai trở về làng quê xưa, cũng căn nhà này, cũng chiếc xe đạp đã rỉ sét. Chàng trai buồn bã nhớ lại những kỷ niệm xưa. Cùng nhỏ bạn thân trên chiếc xe đạp, một chiếc xe tri kỷ gắn liền nhiều năm trời. Đã trải qua bao lần nắng mưa, những vui buồn, tâm sự nho nhỏ cùng nhau. Vỏ bánh xe đã bào mòn, nhưng kỷ niệm ấy có hao mòn bao giờ. Nó lặp lại những ký ức thật chậm, những khoảnh khắc ấy đang lay động đến cảm xúc của chàng trai. Chàng trai chảy hai hàng nước mắt, nhìn lên di ảnh của con nhỏ nghi ngút khói hương. Vẫn đôi mắt này, vẫn mái tóc này, mà ngày xưa chàng trai đã yêu rất say đắm. Tình yêu ấy lặng lẽ, nấp sâu vào tâm hồn của một gã trai khờ, im lặng đi theo năm tháng. Chàng trai lặng lẽ đốt nén hương cho người bạn quá cố, hai hàng nước mắt chảy mãi như chưa bao giờ được khóc. Bất chợt phía sau có một thằng bé chạy lên. Con chào chú là bạn của mẹ Hương con hả? Chàng trai vội vã chùi nước mắt quay lại trả lời. Đúng rồi cháu, chú là bạn học xưa của mẹ cháu. Sao nào giờ con không biết chú? Tại chú đi làm ăn xa, nay về thăm nhà, sẵn ghé nhà mẹ cháu đốt nén hương. Ủa, mà ba cháu đâu? Dạ, cháu nghe bà ngoại nói, mẹ Hương và ba Minh ly hôn nhau khi cháu mới 2 tuổi. Ủa, sao lại ly hôn hả cháu? Ngoại nói mẹ Hương không quên được người tình cũ nên ly hôn. Vậy người tình cũ của mẹ cháu là ai? Sao chú không biết? Dạ, cháu cũng không biết, nhưng lúc mẹ Hương còn sống, mẹ Hương có nói với cháu tên của người tình cũ sẽ đặt tên cho cháu. Vậy cháu tên gì? Dạ, cháu tên là Hoàng. Chàng trai giật mình hỏi lại. Cái gì Hoàng? Chú làm gì mà hỗn hoác vậy? Dạ, Đinh Nguyễn Xuân Hoàng. Chàng trai im lặng một hồi, ngồi xuống vì không thể nào đứng tiếp nổi.
Tên thật của chàng trai là Nguyễn Xuân Hoàng. Chàng trai chợt nhớ ra câu nói ngày xưa mà nhỏ bạn hay nói: nếu mà người tao yêu sau này không đến được với nhau, nếu có lấy chồng, tao sẽ đặt tên cho con tao là tên người tình của tao. Nếu là con trai thì lấy tên anh ấy, còn nếu là con gái thì đặt tên có mùi thơm, tương tự tên tao, như Dạ Lý chẳng hạn, mày thấy được không? Những câu nói thuở ban sơ cứ tưởng như đùa, đâu ai ngờ nó chính là sự thật. Từ lâu chàng trai luôn hoài nghi tình cảm của nhỏ bạn, sự tiếc nuối gay gắt. Tại sao trước kia nó lại không nói? Giả như trước kia nói ngay lời yêu từ ban đầu thì bây giờ sẽ không hối hận và luyến tiếc. Chàng trai buồn bã, đau sầu, nghiến răng nhìn di ảnh của con nhỏ bạn học mà thầm thì hai từ xin lỗi. Nó khóc như trẻ con và nhớ lại những câu nói mà năm cuối cấp các bạn hay nói: yêu là phải nói, như đói là phải ăn, ai nhịn đói suốt là ngu dại. Khi các bạn nói ra thì các bạn đã có sẵn 30% cơ hội, còn nếu không nói thì các bạn đã mất trắng luôn 30% cơ hội đó. Thế thì tại sao chúng ta yêu mà không nói, giấu lòng để làm gì? Nói ra chả mất mát gì, và biết đâu có được tình cảm ấy. Thời gian đi rất vội, thanh xuân con gái cũng giống như một chiếc lá, không có một chiếc lá nào dành hết sắc xanh để chờ mùa thu cũ trở lại. Nó sẽ rụng bất cứ lúc nào, vì đời lúc nào cũng có bão giông. Yêu là phải nói, không có ai dành hết cả tuổi xuân để chờ câu nói ấy. Họ có thể mỏi mệt vì chờ quá lâu. Chính vì thế hãy chủ động trước khi chưa gọi là quá muộn màng. Bạn thân mến, khi bạn yêu một người, bạn luôn muốn giữ người ấy bên cạnh mình. Nhưng khi bạn thương một người, bạn chấp nhận để người ấy ra đi. Không phải vì hết thương, chỉ vì chẳng thể bên nhau được nữa. Khi bạn hết yêu một người, sớm muộn thời gian cũng giúp bạn quên đi người ấy thôi. Nhưng khi bạn trót thương một người, niềm thương nỗi nhớ sẽ chẳng nguôi ngoai khi người ấy ra đi không một lần ngoảnh lại. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Anh Đi Rồi Để Lại Sau Lưng Cả Một Trời Thương của tác giả Phương Duyên. Có những mối tình rạn vỡ vì trái tim không đồng điệu, có những mối tình rạn vỡ vì sự đi lạc của trái tim, nhưng có những mối tình rạn vỡ bởi miệng đời nghiệt ngã. Chúng ta không có quyền chọn nơi mình sinh ra, không có quyền chọn nơi mình thuộc về, cũng chẳng bao giờ được chọn người mình gặp gỡ. Làm gì có ai đi với một người cả đời, từ khi sinh ra cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Cũng mấy ai may mắn được hạnh phúc nửa đời còn lại với mối tình đầu. Đời người như những sân ga, và mỗi người đi qua đời ta đều là những con tàu tạm dừng chân sau mỗi chuyến đi dài mệt mỏi. Đủ sức rồi, họ lại đi. Tàu cứ đến và đi, còn ga thì nằm lại. Bao nhiêu con tàu đi qua thì ga vẫn nằm ở đó. Chỉ khác là thời gian đã phủ lên nó những dấu ấn không thể phai mờ, khiến nó không còn là sân ga của ngày xưa. Hết cách rồi hả em? Ừ anh. Anh xin lỗi. Cô cười nhẹ, đắng ngắt. Sáng đi làm, như mọi thói quen khó bỏ, cứ vào giờ giải lao, cô lại với lấy điện thoại, chờ đợi. Đã một tuần kể từ ngày hôm ấy, điện thoại ngủ im. Thỉnh thoảng tiếng chuông tin nhắn làm tim cô chệt nhịp. Liếc nhìn chồng tên hiển thị, chẳng phải anh, thế là chẳng buồn xem nữa. Rõ ràng chính cô là người bảo, tụi mình đừng liên lạc nữa. Nhưng cũng chính cô là người ngóng đợi một cái ngoái nhìn. Đau. Không biết người ấy có ngóng đợi như chính cô lúc này. Còn người kỳ lạ lắm, nhất là lúc họ yêu, lý trí bảo một đường, còn con tim đi một nẻo. Lý trí càng mạnh mẽ, tim càng đau. Để rồi chúng tranh nhau xem ai là người thắng cuộc. Rốt cuộc, cho dù hành động theo lý trí hay không, thì con tim cũng đủ đè bẹp ý chí phản kháng, khiến người ta không nguôi nhớ về kỷ niệm, dù thật lòng chẳng biết tại sao. Chiều tan tầm,
mưa như trút, những cơn mưa trái mùa ẩm ương như tính cách của đứa con gái thất thường. Cô cũng là một đứa thất thường, và vì thất thường nên làm anh khổ. Cô nhớ anh đến thắt lòng. Bất giác cô cầm điện thoại lên, gõ từng con chữ. Anh ơi, mưa rồi, lúc về nhớ mặc áo mưa anh nhé. Để rồi thần ra chẳng dám bấm nút send, vì nhận ra rằng cô chẳng còn được quyền quan tâm nữa. Đó là khi cô gật đầu chấp nhận để anh bước ra đi. Là khi cô chấp nhận bấu víu vào quá khứ để mong anh coi cô là bạn, để bấu víu vào một chữ bạn mà thương. Và kể từ khi cô nuốt nước mắt, nở một nụ cười gượng gạo bảo rằng: sau này quen ai thì hãy hứa em là người được biết đầu tiên anh nhé, thì cô biết rằng cô đã tự nhận về vô vàn những tổn thương. Sau chia tay, có hai thời khắc đau lòng nhất. Một là khi người đó nói chia tay, và một là khi người yêu cũ có người yêu mới. Cảm giác khi người ta nói chia tay là các cảm giác thứ mình đang nắm trong tay bỗng nhiên rơi đi mất. Khi đó cảm thấy trống trải, cảm thấy hẫn, cảm thấy mình vừa mất đi một điều gì quan trọng, và nước mắt cứ thế tuôn rơi. Còn cảm giác nhìn người yêu cũ đi với người yêu mới, giống như khi ta vẫn hy vọng sẽ tìm lại thứ mà ta đánh mất, nhưng rồi người khác đã sở hữu thứ đó của ta. Khi đó ta sẽ cảm thấy thất vọng, cảm thấy sự mất mát trở nên chân thật đến tận cùng. Thậm chí còn đau hơn cả lúc nhận lấy lời chia tay. Bởi vì con người dù bảo rằng từ bỏ, nhưng trong họ vẫn luôn có 1% hy vọng. Hy vọng hàn gắn, hy vọng ai đó vẫn nhớ đến ta. Và khi hy vọng đó mất đi, giống như có ai đó tạt thẳng vào tim một gáo nước lạnh đau buốt đến tận cùng. Mà con gái thì thường ích kỷ. Ích kỷ lắm, dù chia tay rồi cũng chẳng muốn tin sẽ có người khác thay thế mình trong lòng người ấy, sẽ thay mình quan tâm và nhận được sự quan tâm. Con gái nặng lòng quá sẽ trở nên cố chấp và mù quáng, tự làm mờ mắt mình chỉ để thương một người đã không còn thương mình đủ bằng một chữ thương. Anh có thương em không? Anh yêu em. Còn em thì thương anh. Vậy em không yêu anh à? Trong thương nó có yêu rồi, mà với em thương còn nhiều hơn cả một chữ yêu. Ừ anh, nếu em yêu thì em sẽ ích kỷ giữ mãi anh đấy, dù biết rằng anh sẽ khổ. Nhưng bởi vì thương nên em đã buông tay. Cơn mưa cứ thế rơi, cô để mặc những hạt mưa xối xả cũng chẳng buồn mặc áo mưa. Ngày đó có người trẻ con đến mức cố chấp bảo rằng: em không chịu mặc áo mưa thì anh cũng không mặc. Ngày đó có người trẻ con đến mức che ô cho cô, còn bản thân thì ướt sũng. Ngày đó những giọt mưa trong lòng cô kết thành bão tố, cứ cuộn xoáy từng hồi, từng hồi. Cô tự hỏi, vì sao cô với anh phải thế này? Phải rồi, vì gia đình anh, họ không thích cô. Họ thích một người con gái môn đăng hộ đối. Vì thế, họ tìm đủ mọi cách đặt điều cô. Còn anh thì quá ngây thơ để hiểu. Rồi cứ thế xa. Cô dừng chân ở một quán cà phê nhỏ nhưng ấm, ướt ruột như con mèo mắc mưa. Cô chọn một bàn trong góc tối, nhấm nháp từng vị đắng của tách cà phê và vị mặn của nước mắt. Cô không muốn về nhà. Ngày còn nhau, chỉ cần cô nhắn tin, dù ở đâu anh cũng sẽ lập tức ở cạnh cô, làm đủ mọi trò trẻ con chỉ để cô cười. Ngày còn nhau, cả hai lê la suốt khắp hang cùng ngõ hẻm, sẵn tìm đủ mọi món ăn ngon. Ngày còn nhau, cứ mỗi buổi tối tan tầm, điện thoại cô lại reo lên chỉ với một câu ngắn gọn: giờ anh về nè, ăn gì không, anh mua. Thử hỏi một cô gái xem
khi được hỏi như vậy, cô ấy có hạnh phúc không nhé? Riêng cô hạnh phúc ngày còn nhau. Hạnh phúc đó cô gói gọn vào một chữ thương. Cô thương anh đến mức không muốn anh vì cô mà cãi nhau với gia đình. Thương đến mức sẵn sàng để anh ở bên người khác tốt hơn. Thương đến mức cô chấp nhận đứng phía sau nhìn anh hạnh phúc. Thương đến mức ngay lúc này đây, tim cô quặn thắt. Bạn đã trải qua cảm giác bất lực khi nhớ đến nao lòng mà chẳng thể làm gì chưa? Như kiểu đi tìm nguồn nước trên sa mạc, tìm đến kiệt cùng mà chẳng thấy tâm hơi. Cô đã đấu tranh dữ dội giữa việc giữ hay xóa số điện thoại của anh. Cuối cùng xóa xong, lại gắng sức để mà nhớ lại từng con số. Một việc xuẩn ngốc đến vô cùng. Thế nhưng khi đã thương một người, làm gì còn ai đủ tỉnh táo để mà thông minh nữa. Bố mẹ anh thích cô ấy không? Anh nghĩ là họ thích. Ừ anh. Em vẫn hạnh phúc mà đúng không? Ừ, em ổn. Anh về rồi, mình cô ngồi lại khuấy đều ly cà phê đã tan hết, tự mỉm cười với chính mình. Một giọt nước nóng hổi rơi vào ly tí tách. Điều đáng buồn là khi bạn là người quyết định chia tay, nhưng chỉ bạn là người rơi nước mắt. Cái cảm giác thất vọng và bất lực khi người ta thương không còn thuộc về mình, khi mình chẳng còn cái quyền mà thương nữa, khiến tim cô như vụn vỡ. Ai bảo rằng khi yêu chỉ cần thấy người ta hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc? Ai bảo rằng thời gian sẽ làm lành những vết thương? Từng câu từng chữ của quá khứ hiện về, trôi chậm chậm như một thước phim trước mắt cô. Con bé đấy không xứng, sợ nó làm khổ con mình. Sau này mình cưới nhau em nhé. Bố mẹ anh chắc chắn thích em. Từng câu từng chữ như những mũi kim đâm vào tim đau nhói. Cả đời này có lẽ không ai có thể thương anh nhiều như cô đã từng. Nhưng không ai làm tổn thương cô nhiều như tình yêu anh đã từng. Có những mối tình rạn vỡ vì trái tim không đồng điệu. Có những mối tình rạn vỡ vì sự đi lạc của trái tim. Nhưng có những mối tình rạn vỡ bởi miệng đời nghiệt ngã. Chúng ta không có quyền chọn nơi mình sinh ra, không có quyền chọn nơi mình thuộc về, cũng chẳng bao giờ được chọn người mình gặp gỡ. Làm gì có ai đi với một người cả đời, từ khi sinh ra cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Cũng mấy ai may mắn được hạnh phúc nửa đời còn lại với mối tình đầu. Đời người như những sân ga, và mỗi người đi qua đời ta đều là những con tàu tạm dừng chân sau mỗi chuyến đi dài mệt mỏi. Đủ sức rồi, họ lại đi. Tàu cứ đến và đi, còn ga thì nằm lại. Bao nhiêu con tàu đi qua thì ga vẫn nằm ở đó. Chỉ khác là thời gian đã phủ lên nó những dấu ấn không thể phai mờ, khiến nó không còn là sân ga của ngày xưa. Em vẫn ở đó như một sân ga trong buổi chiều lặng lẽ, nhưng con tàu là anh đã không còn ở nơi em. Anh đi rồi, để lại sâu lưng cả một trời thương. Yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vneplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.